Vân Anh xin kính chào quý vị đã đến với chương trình Nhịp cầu nghệ sĩ của VNTV. Thưa quý vị, ngày hôm nay chúng tôi xin mời quý vị gặp gỡ sự trở lại của nữ ca sĩ khả ái của chúng ta, đó là ca sĩ Anh Chi từ Pháp Quốc, và anh Ngô Thanh Nam, một khuôn mặt rất là quen thuộc tại San Diego của chúng ta. Trước hết, Vân Anh chào anh Chi và anh Nam. Chào chị, chào anh Nam và xin kính chào quý vị xem đài của VNTV. Chào anh Nam. Yeah, anh chào Vân Anh, anh Chi, cũng như kính chào quý vị khán giả đài VNTV. Âm nhạc và người nghệ sĩ sẽ có cái sức ảnh hưởng như thế nào đối với hiện tình đất nước? Anh Chi nghĩ sao? Dạ, thưa quý vị và thưa chị, khi mà mình nói đến âm nhạc đó, thì mình cứ nghĩ nó như là một cái khoảng để mà giải trí. Nhưng mà sự thật ra cái vai trò của âm nhạc nó không phải chỉ là giải trí đâu. Theo em đó, âm nhạc nó là một cái phương tiện. Đối với cái nhu cầu của người này thì nó là giải trí, nhưng mà đối với những cái người khác có mục đích đó, thì nó lại là một cái phương tiện. Cho nên âm nhạc, dù cho mình nhìn ở cái khía cạnh nào đi nữa, thì âm nhạc đóng một cái vai trò khá là quan trọng, nhất định trong cái cuộc sống của mình. Theo em nghĩ âm nhạc có một cái sức mạnh vô biên. Dạ, sức mạnh như thế nào anh Nam? Có người nói như cái câu này, nhiều người nói là âm nhạc là kỹ sư của tâm hồn. Đúng không? Dạ. Thì em anh Chi nói đúng là âm nhạc là đối với một số người họ chỉ nghĩ đó là một hình thức giải trí, thì điều đó hoàn toàn đúng. Nhưng mà có lẽ anh Chi muốn nói đến cái khía cạnh khác, phải không? Khía cạnh khác hơn của âm nhạc. Thì ở đây thì mình cũng biết là âm nhạc trong cái hiện trình đất nước của mình, với những tai họa, những tai ương mà đồng bào mình, đất nước mình đang gánh chịu, thì âm nhạc sẽ đóng một vai trò khá quan trọng trong mỗi đời sống của chúng ta. Dĩ nhiên Nam nói đến những người còn một cái tâm tình, còn một cái tấm lòng dành cho quê hương và đất nước. Như chúng ta thấy là thời gian gần đây thì cái hình ảnh tiêu biểu nhất là nhạc sĩ Việt Khang. Không, Việt Khang bị cầm tù chỉ vì đặt hai bài nhạc. Thì cái điều gì mà người cộng sản, chính quyền cộng sản họ sợ Việt Khang? Chỉ hai bài nhạc thôi. Họ sợ bởi vì họ biết được cái sức mạnh của âm nhạc. Và cái dạ thưa anh không, anh vừa mới nói đến một cái điều mà em rất là tâm đắc, là cái người cộng sản họ biết được cái sức mạnh của âm nhạc. Bởi vì sao? Bởi vì ngày trước chính họ đã dùng âm nhạc như là một cái vũ khí để mà tạo nên sức mạnh cho quân nhân của họ và trong cái công cuộc tuyên truyền của họ. Ví dụ thưa chị nghĩ với cái sức người, điều gì khiến cho họ hăng hái để mà có thể kéo những cái khẩu pháo nặng như vậy lên đỉnh đồi, hay là vượt rừng, vượt núi, vượt đường Trường Sơn, hay là tất cả những cái hình ảnh đó. Em còn nhớ mà tiếng chài danh sóc bom bo, Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây, rất là nhiều những cái ca khúc cách mạng. Nếu mà mình xét về cái khía cạnh âm nhạc đó, đó là những ca khúc hay. Bởi vì giai điệu hay ca từ nó chuyển tải được đúng cái mục đích mà họ muốn. Thì anh cũng muốn point out chỗ này. Cái khác của âm nhạc tuyên truyền của Cộng sản với Việt Nam Cộng Hòa của mình ở cái điểm là cái nhạc của họ sắc máu. Nó thiếu cái tính nhân văn. Không có nhân bản. Dạ đúng rồi. Em cũng nhìn thấy cái điều đó. Cái hai cái nền âm nhạc, ví dụ như âm nhạc của cái thời Việt Nam Cộng Hòa, tuy là em chưa có sanh ra trong cái thời điểm đó, nhưng mà em nghe rất nhiều sau này. Và cái thể loại nhạc mà em sống cùng với nó, em lớn lên cùng với nó, là cái thể loại nhạc cách mạng đó, mà bọn em hay gọi là nhạc đỏ. Thì cái giai điệu hùng hồn, cái ca từ sắc máu, khát máu và sắc lạnh. Cái ca từ sắc lạnh và khát máu và giai điệu thì rất là hùng hồn. Nó kích động cái tinh thần của con người ta ghê gớm lắm. Nó cho nên em mới nói đó, nó chuyển tải được cái mục đích mà cái người làm ra họ muốn cái điều gì. Nhưng nếu mà mình bình tâm mình nghe lại, nó thiếu cái tính nhân bản. Không có cái nhân bản. Nó không có cái nhân bản ở trong đó. Cho nên hồi nãy ngay từ đầu em thưa đó, cái âm nhạc nó có cái sức mạnh vô biên là bởi vì
mình nhìn ở cái khía cạnh nào thì âm nhạc nó cũng xử lý được vấn đề cả. Đối với cái người này âm nhạc nó là giải trí, đối với người kia âm nhạc nó là một cái sự thổ lộ cho những cái điều họ không nói được, và đối với người nọ âm nhạc nó là một cái phương tiện để đạt được cái mục đích. Em mới nói về cái âm nhạc có người kia không có thổ lộ được cái tâm tình của người ta, thì anh lại nghĩ đến bây giờ hiện giờ như Việt Khang là một cái hình ảnh điển hình, thì mình thấy rõ ràng là người dân trong nước mình không được quyền nói cái ý của mình, không được quyền nói cái tiếng nói của mình. Thành thử ra bây giờ Việt Khang lại đưa được cái tâm tình của mình vào cái dòng nhạc, mà đó là cái điều mà Cộng sản rất là sợ. Thì đó là nói về ở trong nước thì tất cả dĩ nhiên là ai cũng biết Việt Khang cả. Còn ở ngoài nước ở hải ngoại này mình có những nhân vật khác á, đúng không ạ? Mình có Việt Dũng, Nguyễn Ánh, Trúc Hồ. Đó, thành thử ra là... Và tại San Diego của chúng ta cũng có nhạc sĩ Ngô Thành Nam. Anh là một cái người đã miệt mài sáng tác rất là nhiều những nhạc phẩm tranh đấu từ lúc anh còn là sinh viên. Đúng vậy. Thì một trong cái thời gian mà còn là sinh viên năm 21, 22 tuổi á, là Nam đã bắt đầu tập hợp với các bạn sinh viên viết nhạc đấu tranh cũng như với nhạc quê hương để cho mình giữ cái lửa cho anh em của mình, người tuổi trẻ của mình với nhau. Là thì lúc đó, từ lúc đó anh Nam có thấy rằng những người ca nhạc sĩ ở bên này mà sáng tác những cái nhạc phẩm về quê hương có khi nào cảm thấy đơn độc không anh? Điều đó thì hẳn nhiên. Kính thưa quý vị, tâm tình cũng như tâm trạng của những người viết nhạc hoặc hát nhạc đấu tranh phải nói rằng là rất đơn độc, không phải chỉ là một cái thoáng đơn độc mà cái cảm giác nó đơn độc lẻ loi vô cùng. Cũng như ngày xưa Nam viết nhạc, khi mà gom được một số anh em sinh viên rồi hát, nhưng mà từ từ đến một lúc nào đó khi mà mình hát nhạc đó không ai muốn nghe nữa. Tại sao anh chị nghĩ là tại sao có cái chuyện đó? Thì chị, tại vì em nghĩ là chị với quý vị cũng đồng ý mà cái dòng nhạc đấu tranh đó thường đó, nó khô khan lắm, nó thiếu cái tính lãng mạn, hoặc là thỉnh thoảng mình mới có thể bắt gặp được một cái ca khúc đấu tranh mà nó mượt mà, nhưng mà khi mà mượt mà thì nó không diễn tả hết cái nỗi thống khổ hoặc là những cái trăn trở. Cho nên thông thường cái dòng nhạc đấu tranh nó đặt thẳng cái vấn đề, cho nên nó phơi bày ra như vậy đó, cho nên nó khô khan lắm. Trong khi người ta thường dùng tới âm nhạc như một cái giải pháp trị liệu, xoa dịu cái tâm hồn, gợi nhớ một cái ký ức, hay là để mơ màng một cái điều gì đó mà họ cần trong cái cuộc sống. Chính vì vậy mà càng lúc cái người ta, với lại em nghĩ một phần quan trọng là bởi vì cái đời sống của mỗi người đó đều có những vui buồn, có những cái khó khăn riêng, cho nên khi họ tìm đến âm nhạc, họ muốn tìm đến một cái gì đó để giải thoát hoặc là để relax, chứ không ai muốn chuốc thêm những cái trăn trở, những cái đau đớn, những cái bực bội vào người cả. Đó là cái lý do mà ngày qua ngày rồi cái dòng nhạc đấu tranh của mình, người ta không còn kiên nhẫn để nghe nữa. Anh Chi với lại anh Nam, hồi nãy anh Chi có nói về cái sức mạnh của âm nhạc, và đặc biệt là người Cộng sản họ dùng âm nhạc để mà họ kích thích cái sự tranh đấu của những người mà ở dưới trướng của họ. Thì anh có nghĩ rằng với hiện tình đất nước của chúng ta hiện nay, âm nhạc có thể giúp để cho người dân của chúng ta có thể thoát ra được cái sự sợ hãi không anh? Dạ, rõ ràng. Âm nhạc có thể một phần giúp cho cái chuyện đó không? Không phải một phần mà rất là lớn, rất là nhiều. Rõ ràng là bây giờ nếu mà mình sẽ thấy, nếu mà mình coi hoặc là trên Facebook cũng như trên mạng, mình sẽ thấy hiện giờ ở Việt Nam có rất nhiều tập thể, nhóm người họ hát, chẳng hạn như hát bài quốc ca Việt Nam Cộng Hòa. Dạ, Việt Nam quê hương ta ngạo nghễ. Việt Nam quê hương ngạo nghễ. Việt Nam. Thưa chị, bây giờ đó người ta giống như người ta được
Có nghĩa là bây giờ người ta không thể nào người ta ra người ta bảo đã đảo cộng sản hay là đã đảo cái này cái kia, họ không dám. Họ không nhưng mà âm nhạc của có cái sự thúc dục cái can đảm trong lòng họ. Cái âm nhạc mà của những cái người sau này mà bộc phát lên đó, ví dụ như Việt Khang hay là anh Trúc Hồ hay là anh Việt Dũng, chị Nguyễn Ánh chẳng hạn, thì chị thấy bây giờ mình có thể mình thấy đầy ở trên Facebook hay YouTube một cái em bé bán kẹo kéo với cái dàn âm thanh hát anh là ai, Việt Nam tôi đâu, hay là những cái nhóm họ đi ăn đi nhậu hội họp nhóm trong một cái nhà hàng, một cái quán nhậu nào đó họ cũng hát. Tức là âm nhạc giúp cho họ không sợ, thực tế thì họ vẫn sợ đó, nhưng mà họ có một cái cách thể hiện khác bằng âm nhạc. Thì mình mới thấy cái âm nhạc nó có cái sức mạnh ghê gớm. Ví dụ như chính vì cộng sản họ hiểu cái điều đó cho nên họ rất là lo ngại, họ lo sợ, bởi vì chính họ đã từng sử dụng âm nhạc như là một cái vũ khí, như là một cái phương tiện để kích động. Thậm chí như chị nhớ cái biến cố Thiên An Môn chẳng hạn, khi mà binh lính họ chần chừ, họ không có nỡ đàn áp cái lực lượng sinh viên học sinh đó, thì bà Bành Lệ Viện, phu nhân của Tập Cận Bình bây giờ, bà đã đi ra bà hát để mà bà kích động tinh thần binh sĩ, và cuối cùng cái cuộc thảm sát đó nó diễn ra với mấy trăm ngàn người chết. Như vậy người ca nhạc sĩ của chúng ta tại hải ngoại nói riêng cũng như là tại khắp nơi nói chung, kể cả trong nước và ngoài nước, sẽ nên làm gì và sẽ làm được gì? Có một cái hình ảnh, có một nhân vật mà Nam nghĩ rất là đáng nêu gương ở đây. Đó là anh Thế Sơn, ca sĩ Thế Sơn, là anh tỏ rõ cái lập trường quốc gia của mình. Tất cả những gì mà liên hệ đến Cộng sản, liên hệ đến nhà cầm quyền Cộng sản, liên hệ đến lá cờ đỏ là anh say no. Anh dứt khoát cái chương trình đó anh sẽ không. Thì Nam nghĩ anh đã làm đúng. Anh cũng như Nguyên Khang, Nam cũng quên nói có Nguyên Khang nữa. Thì tại sao? Là bởi vì các anh ấy đã làm đúng, bởi vì họ đã thấy được cái tầm quan trọng của cái ảnh hưởng của mình. Bởi vì họ có cả triệu fan lận. Họ dùng cái tầm ảnh hưởng của mình để mà educate lại cho đồng bào của mình ở trong nước cũng như ở ngoài nước thấy rõ thế nào mới đúng là chân nghệ thuật. Thế nào với nghệ thuật đối với Cộng sản đó là tuyên truyền. That's it. Hai chữ thôi. Đối với Cộng sản. Thì nhưng mà với mình ở ngoài này, nghệ thuật nó khác. Nên thành thử ra là với Nam thì Nam cũng rất là ngưỡng mộ những người ca sĩ, nhạc sĩ nào dùng cái tầm ảnh hưởng của mình để mà soi rọi ra, hướng dẫn khán giả, thính giả của họ theo một cái chiều hướng tốt đẹp. Thứ nhất là cho quê hương, dân tộc. Thứ nhì là cho đồng bào của mình. Rất là hay. Anh Chi có muốn bổ túc thêm cái gì không? Dạ thưa chị, theo cái cá nhân em đó, khi mà mình nói tới văn hóa, nghệ thuật, âm nhạc, nó là những cái gì nó đẹp đẽ lắm. Nó phải mang cái tính cống hiến và xây dựng. Cho nên khi mà mình, nếu mình là một cái người bình thường thì thôi, nếu mà mình đã được đến một cái mức nào mà mình có cái tầm ảnh hưởng của mình được một số đông yêu thích, thì mình phải nên cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói, hình ảnh, cũng như là thực ra đó, cái lập trường hay cái quan điểm chính trị đó là cái riêng biệt của mỗi người. Tuy nhiên đó, cái gì mà nó đi ngược lại với cái lợi ích chung, nhất là của đồng bào mình, thì mình không nên. Thì mình không nên. Tại vì thực sự mà nói, chỉ có thể yêu Cộng sản, yêu cái chế độ đó vì cái tư tưởng Cộng sản mà chị biết được nó là như thế này. Anh có thể không ưa Cộng sản bởi vì anh thấy nó vô thực, nó hoang tưởng. Tức là yêu, ghét rõ ràng là những cái gì rất là cá nhân. Nhưng một khi mà mình thể hiện cái điều cá nhân của mình mà cái điều đó nó đi ngược lại, mình cổ suý, mình tán thành với một cái điều mà cái điều đó nó đang gây tan tóc trên quê hương mình, nó đi ngược lại cái lợi ích của dân tộc mình, thì mình không nên. Mình không nên. Cho nên đối với em, âm nhạc bản thân nó
đã là một cái gì đó vô cùng là quý giá. Nó có sức mạnh lắm. Mình có thể mình nôm na mình ví von nó giống như là một cái bí kíp thần công vậy. Thành ra khi mà cái bí kíp thần công đó mà nó lọt vào tay một cái người nào mà họ có cái chính nghĩa, họ có cái lý tưởng, thì họ đạt được đến một cái thần thái nào đó. Còn ngược lại thì nó tai hại vô cùng. Cho nên, nhưng mà một cái người nghệ sĩ chân chính là một cái người biết cống hiến cho những cái lợi ích chung, và là làm thăng hoa và đem lại những cái điều tốt đẹp mà bản thân âm nhạc là tốt đẹp. Vâng, cảm ơn quý vị đã theo dõi cái chương trình Nhịp cầu nghệ sĩ ngày hôm nay với một cái đề tài rất là lý thú qua sự trình bày của ca sĩ Anh Chi và nhạc sĩ Ngô Thanh Nam. Đến đây thì chắc chắn là quý vị đang mong đợi ca sĩ Anh Chi sẽ gửi đến chúng ta một nhạc phẩm qua ngón đàn của nhạc sĩ Ngô Thanh Nam. Anh Chi ơi, chúng ta chọn bài gì? Nếu vậy thì em nhờ anh Ngô Thanh Nam để giùm em một sáng tác của nhạc sĩ Phan Văn Hưng, cũng là một đồng nghiệp với anh trong cái bước đường sáng tác nhạc đấu tranh. Và xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Ai Trở Về Xứ Việt của nhạc sĩ Phan Văn Hưng. Lắng nghe tiếng chim cười, đến bao giờ,
đến bao giờ? Các bạn ta ơi, bao giờ được thả? Đến bao giờ ăn được bát cơm tươi? Được lắng nghe tiếng chim cười? Đến bao giờ, đến bao giờ, đến bao giờ? Người bạn tù ơi, ta không quên đâu. Nhớ hôm xưa, nhìn đôi tay cùng xích. Hàng sông thưa, chia cách vạn tình âu. Ai tra tấn, nghe lòng ai kim chi? Ai trở về xứ Việt, ta gửi về theo một ít tự do. Tự do, tự do và nhiều lắm, nhiều nhớ thương tha thiết. Đến cửa ngục tù chia sẻ chút buồn lo. Ai trở về xứ Việt nhắn giùm ta người ấy ở trong tù. Ta sẽ về đón ở cửa ấm u, đời sẽ đẹp mùa xuân hồng biết mấy. Dù ngoài kia mây có chiều mùa thu.